Xin chào các bạn, rất vui là các bạn trong video lần này của Ly. Và như các bạn có thể thấy trên title thì hôm nay chúng ta sẽ nói về mặt nạ. Và mùa hè đến rồi thì loại mặt nạ mà yêu thích nhất của chúng ta thường thấy sẽ là các loại mặt nạ dạng clay, là dạng đất sét. Và thực tế thì ở trên thị trường có rất là nhiều những cái loại mặt nạ đất sét khác nhau. Và chính bản thân Ly hiện tại cũng đang sở hữu, thực ra đang dùng chứ sở hữu được nhiều hơn cái đống này, là phải đến 4 loại đất sét khác nhau. Thì Ly cũng sẽ giới thiệu luôn cho các bạn trong cái video lần này. Và nếu như bạn chưa xem video nói về tất cả các loại mặt nạ đất sét mà khoảng một năm trước đây Ly đã từng dùng thì nhớ là hãy xem đến cuối video này. Mình sẽ để link ở phía dưới và cũng như là ở dưới cuối video để các bạn có thể xem và tham khảo thêm những loại mặt nạ khác mà mình đã nói ở trong video đó nhé. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 4 loại mặt nạ ở đây thôi. Và loại mặt nạ đầu tiên mình có đấy chính là bạn Innisfree Super Volcanic Clay Mousse Mask này. Bạn này là dạng mousse này. Xong rồi sau đấy Ly có bạn này là lần thứ hai xuất hiện là Kale Turmeric and Cranberry Sis Energizing Radiance Mask. Bạn thứ ba chúng ta là L'Oreal Pure Clay Mask Anti Blemish. Và bạn cuối cùng mới nhất mà Ly dùng gần đây đấy chính là bạn Believe Peace Miracle Revita Mask. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về những cách các bạn nên dùng và cũng như những cách các bạn nên tránh khi mà chúng ta sử dụng mặt nạ clay mask. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến công dụng của mặt nạ clay mask, hay còn gọi là mặt nạ đất sét. Thì nghe đến đất sét là chúng ta đã biết luôn là các dạng mặt nạ clay mask và đất sét như thế này thì nó sẽ giúp cho cái làn da của mình sạch sâu và cũng như là loại bỏ hết tất cả những cái dead skin cell khi mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Và cũng như là nếu bạn nào mà da dầu thì chắc chắn là sẽ rất là thích mặt nạ clay mask, mặt nạ đất sét, vì nó sẽ hút được cho chúng ta những cái bã nhờn thừa ở trên da mặt. Đó là cái công dụng chung của các loại mặt nạ clay mask thường thấy mà chúng ta thấy trên thị trường. Ngoài ra thì nó cũng sẽ có công dụng khác nhau, ví dụ như là có thể làm trị mụn này, hay là chúng ta có thể là làm cho da của mình sáng khỏe hơn, hay chỉ đơn thuần là sạch sâu cho da của mình thôi. Còn với bạn này thì Ly tí nữa sẽ chia sẻ mọi người thêm, tại bạn này khá là hay. Và không chỉ các bạn nào mà da dầu hay là da hỗn hợp mới có thể dùng được, mà bạn mặt nạ này kể cả da khô chúng ta có thể dùng được. Và đó là những cái hiệu quả thường thấy khi chúng ta sử dụng và lựa chọn sử dụng mặt nạ clay mask. Và những cái mặt nạ kia thì Ly cũng đã nói quá nhiều trong tất cả các video rồi, và cũng như là livestream của Ly rồi, các bạn có thể xem lại. Còn một mặt nạ duy nhất mà hôm nay Ly sẽ cho làm siêu sao, cái bạn này thì nó có những cái công dụng rất là hay, và như Ly nói lúc nãy thì nó có thể sử dụng cho tất cả mọi loại da. Thế nên là bạn nào da khô thì cũng hãy chờ bạn này nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với 5 bước mà chúng ta nên sử dụng với mặt nạ clay mask, mặt nạ đất sét nói chung, để có thể tăng hiệu quả và cũng như là giảm thiểu những cái tác dụng ngược của mặt nạ lên trên da của mình. Bước đầu tiên trước khi dùng bất cứ các loại mặt nạ đấy chính là phải làm sạch da. Dĩ nhiên các bước làm sạch da thì chúng ta sẽ dùng có micellar water này, dầu tẩy trang, sữa rửa mặt. Sau khi da đã sạch căng kín kít thì chúng ta mới bắt đầu sử dụng các loại mặt nạ cũng như là các loại skin care khác, nó mới có thể tăng được hiệu quả tối ưu. Ly không dùng cái term hay là cái định nghĩa là làm nở lỗ chân lông, vì cái đấy là nghe nó rất là vô lý với Ly. Ly sẽ dùng cái định nghĩa là làm mềm cái lớp da xung quanh cái lỗ chân lông của mình thì đúng hơn. Và với việc làm mềm này, các bạn có thể sử dụng các loại máy xông hơi, hay là có thể dùng ngay những chiếc khăn bông ủ nó với nước nóng, và xong rồi sau đấy thì đắp lên trên mặt để phần da xung quanh cái lỗ chân lông của mình được nở ra và da nó phải mềm hơn. Khi mà da mềm hơn rồi thì chúng ta mới có thể dùng mặt nạ clay mask để có thể làm sạch sâu ở trong cái lỗ chân lông đấy. Và sau khi lớp da của mình đã mềm và cũng như là giãn ra rồi thì chúng ta sẽ đi đến với bước thứ hai. Và bước thứ hai này chính là bước mà chúng ta sẽ bôi mặt nạ lên trên da. Và nếu các bạn hay xem livestream của Ly về các loại mặt nạ thì các bạn cũng biết là Ly luôn luôn có một chiếc gọi là foundation brush dạng flat như thế này, dùng được cho việc là chúng ta sẽ quét mặt nạ lên trên da. Các bạn cũng có thể mua các dụng cụ quét cũng được, không vấn đề gì, nhưng mà bản thân Ly thì Ly không nghĩ là Ly cần phải mua thêm một cái dụng cụ nữa để thoa mặt nạ, mà sẽ dùng những cái loại foundation brush này. Với việc là chúng ta dùng những cái thìa hoặc là những cái chổi quét sản phẩm lên trên mặt như thế này, nó sẽ được đều hơn, và cũng như là cái lớp mặt nạ nó được dày vừa phải thôi, chứ không bị quá dày hay bị quá mỏng, và lên đều tất cả các phần ở trên khuôn mặt của mình, cũng như là đi vào những cái kém mũi ở hai bên cánh mũi hoặc là những cái phần khó lên. Chúng ta có thể điều chỉnh và vẽ được một cái khuôn đẹp nhất, thay vì chúng ta chỉ dùng ngón tay quét lên trên da mặt thôi thì nó sẽ không đều, và cũng như là nó sẽ khó để có thể làm cho chúng ta có một cái lớp mặt nạ clay mask đẹp để chụp ảnh selfie. Và khi đắp mặt nạ lên da, Ly sẽ chia cái phần này làm 3 bước. Mới đắp lên trên da, sau khi đã khô được khoảng 70% và cũng như là sau khi đã khô hẳn, thì như ngày xưa khi Ly mới bắt đầu skincare thì Ly rất là hay gặp cái sai lầm là Ly sẽ để mặt nạ khô hẳn, khô
cong ở trên da mặt của mình rồi thì Ly mới đi rửa mặt. Nhưng mà giờ đây sau khi mà Ly đã gọi là biết skincare được 7-8 năm nay thì mình sẽ để mặt nạ chỉ khô đến 70% và sau đó mình sẽ đi rửa ngay lập tức. Bởi vì nếu chúng ta chờ đến khi mặt nạ khô cong 100% thì nó sẽ bị over drying, hay chúng ta còn gọi là bị quá khô cho da, và cũng như là lúc ấy da mình bị quá khát nước, nó sẽ lột hết những cái chất tốt cho da của mình mà để lại một cái làn da cũng như là một cái bề mặt da khô cong kín kít. Và đó là cái điều mà chúng ta không nên, vì khi mà da của mình đã khô cong như thế rồi thì cái lượng pH của nó cũng sẽ bị thay đổi trên làn da của mình, và việc chúng ta dùng những cái sản phẩm skincare sau đấy nó chưa chắc đã đạt được hết tối đa tác dụng. Như là chúng ta để nó khô một lượng vừa phải là 70% thì chúng ta đã đi rửa mặt ngay rồi, và lúc đấy da của mình vừa mềm mại, vừa dễ chịu, vừa sạch, mà lúc đấy nó đã sẵn sàng 100% để có thể đáp được những cái lớp skincare khác tiếp theo. Các bạn hãy cứ tưởng tượng với ba giai đoạn mà Ly vừa nói ngang với việc mình tập chạy. Đấy chính là khởi đầu, khi mà mới bôi sản phẩm lên và mới chạy thì cơ thể chưa cần nước lắm, da mình chưa cần nước lắm, thêm nước vào cũng tốt nhưng mà nó chưa đạt được đến cái độ mà mình cần sử dụng ngay lập tức thì chúng ta sẽ bỏ qua phần đầu tiên. Đến cái phần thứ ba, khi mà chúng ta đã để người quá khô, quá khát nước rồi, da mặt quá khô rồi thì chúng ta uống bao nhiêu nước, bôi bao nhiêu mỹ phẩm lên trên da của mình cũng chưa chắc là đã đạt được tối ưu cái tác dụng, và cũng như là khiến cho da mình rất là mệt mỏi, cũng như là khiến cho cái cơ thể mình quá mệt mỏi vì đã quá khát nước. Còn đến ở cái vị trí giữa, đấy chính là khi mà chúng ta bắt đầu hơi hơi khát nước rồi và da của mình đã hơi thiếu nước, mặt đã vừa khô vừa phải khoảng 70%, lúc đấy chúng ta bù nước lại, bù dưỡng lại cho da của mình thì đột nhiên là cái cơ thể của mình cảm thấy rất là khỏe khoắn và cái làn da của mình cũng sẽ khỏe khoắn luôn. Thì đấy là cái ví dụ rất là cơ bản mà Ly nghĩ là các bạn sẽ dễ liên tưởng hơn khi mà chúng ta nói về cái vấn đề này. Và khi mà rửa mặt thì chúng ta sẽ dùng với nước hơi hơi ấm thôi, chứ không phải nước nóng nhá, mà cũng không phải nước lạnh. Quay trở lại với cái ví dụ khi chúng ta uống nước tập chạy chẳng hạn, thì khi mà uống nước quá lạnh thì cơ thể đang nóng đột nhiên bị một cái làn nước lạnh vào cái cơ thể thì rất là dễ bị viêm họng, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta dùng nước nóng thì lại không thỏa mãn cơn khát. Đi tập chạy là chúng ta sẽ uống nước lạnh vừa phải, nóng vừa phải, nghĩa là nước ở giữa. Hay chúng ta còn có cái term khác là room temperature water, nghĩa là nước để ở trong phòng bình thường, nhiệt độ phòng bình thường, thì chúng ta uống nước lúc đấy nó sẽ rất là thỏa mãn cơn khát. Cái làn da của mình sẽ không bị quá khô kít lại và cũng như là không bị mất nước. Còn ví dụ bạn nhỡ tay mà để bị quá khô, mải xem Netflix, mải xem YouTube quá mà để cái mặt nạ của mình quá khô, các bạn có thể sử dụng những cái lớp mặt nạ như cái mặt nạ của Belief này, vì cái loại mặt nạ này dù mình có để bị quá tay là khô quá thì lên trên da của mình nó cũng không bị khô căng kít và làm cho cái da của mình bị nhăn. Và cái loại mặt nạ này thì nó rất là smooth, rất là mềm, nên khi chúng ta bôi lên trên da thì nó cũng không bị làm cho da mình quá khô quá căng. Cái texture của cái sản phẩm của Belief thì nó khác với cái loại mặt nạ đất sét bùn khoáng khác, thì cái chất của sản phẩm này rất là mềm và mịn, khi sử dụng thì không tạo cho chúng ta cái cảm giác là khô căng lên trên da khó chịu, và rửa cực kỳ dễ dàng chứ không hề bị vón cục. Sau khi tẩy mặt nạ lên trên da rồi thì nó để lại cho cái lớp da của mình cực kỳ mềm luôn, bởi vì ở trong cái sản phẩm này thì nó có chiết xuất là than bùn H8, tăng khả năng tái tạo da, cải thiện và làm dịu các vết thương cũng như là dị ứng trên da. Và như các bạn thấy là khi mà cái ngày mà Ly quay cái video để làm demo thì Ly có một cái vết mụn ở trên da mặt của Ly và nó không hề làm cái vết mụn đấy bị bong da và bị khô hay là tổn thương cái vết mụn. Và dĩ nhiên rồi, cái công dụng tốt nhất của các sản phẩm clay mask đấy chính là làm cho cái lỗ chân lông của mình được sạch và cũng như là giúp các sản phẩm skincare sau đấy được hấp thụ tốt hơn. Nhưng mà tuy nhiên các bạn nhớ nhá là phải follow chính xác 3 cái bước mà Ly vừa nói ở phía trên thì chắc chắn là các cái sản phẩm skincare các bạn sẽ được hấp thụ một cách tối ưu nhất. Nên sử dụng các sản phẩm nhiều nước, có chứa nhiều nước trong các thành phần skincare được của mình. Ví dụ các bạn có thể dùng thêm mặt nạ sheet mask này, hoặc là cái mặt nạ ngủ dạng gel nước, nhiều nước như là bạn Belief Aqua Balm thì cũng sẽ rất là phù hợp, nhất là những ngày mà chúng ta vừa mới dùng mặt nạ làm sạch xong và cũng như là mặt nạ clay mask xong. Và bước cuối cùng mà Ly muốn nhắc các bạn phải nhớ, phải ghi nhớ cho Ly, đấy chính là chúng ta để ý đến tần suất sử dụng mặt nạ clay mask, mặt nạ đất sét. Lý do tại sao? Mỗi làn da của chúng ta đều có một DNA khác nhau và mỗi làn da sẽ có một nhu cầu khác nhau. Những công thức mà Ly sẽ đưa cho các bạn ra đây sẽ là những công thức cơ bản mà các bạn nên để ý và cũng như là nên
suy nghĩ xem mình có nên áp dụng vào cái skincare routine của mình hay không. Còn chính các bạn mới chính là những người biết được da mình cần gì nhất. Và sau đây sẽ là công thức mà Lý sẽ thường thường khuyên các bạn sử dụng cho tất cả các loại mặt nạ clay mask nói chung và cũng như là mặt nạ của Belief nói riêng. Với bạn da dầu và da cực kỳ dầu thì các bạn có thể dùng đến 3 lần một tuần. Tuy nhiên là nhớ phải cách ngày cho Lý nhá. Và cũng nhớ là phải bổ sung nước rất là cụ thể cho Lý sau khi chúng ta dùng mặt nạ clay mask xong. Thứ hai, với các bạn da hỗn hợp khô hay hỗn hợp dầu thì các bạn hãy dùng có thể đến tối đa là 2 lần một tuần. Như bản thân Lý thì Lý hơi lười. Thế nên là với các bạn lười và các bạn da khô thì chúng ta sẽ dùng mặt nạ này tối đa là một tuần một lần. Và như Ly đã nói là hãy quan sát da của mình. Da của bạn cần thêm, chúng ta dùng thêm. Da của bạn cần ít hơn, chúng ta dùng ít hơn. Đừng vì cô Ly nói là phải dùng 2 lần, phải dùng 3 lần, phải dùng 1 lần thì chúng ta phải theo như thế. Ly khuyên các bạn là nên dùng ít nhất là một tuần một lần hoặc là 2 tuần một lần cũng ok rồi nhá. Ngoài ra còn một điều nữa mà Ly quên không nói, đấy chính là khi mà chúng ta sử dụng mặt nạ clay mask thì hãy tránh cười, nói, làm trò với khuôn mặt của mình khi mà chúng ta đang sử dụng mặt nạ clay mask. Những lúc này là những cái lúc rất là tốt để các bạn có thể điềm tĩnh, ngồi thở, hít thở, ngồi thiền, đọc sách và không nói chuyện với ai cả. Vì khi mà chúng ta sử dụng mặt nạ clay mask và chúng ta nói chuyện như Ly bây giờ này, tạo rất là nhiều những cái cử động trên khuôn mặt của mình, thì khi mà cái mặt nạ chúng ta khô, nó sẽ ăn vào những cái phần nếp nhăn của mình. Và cũng như là nếu mà chúng ta nói cười thì nó sẽ ăn vào những cái phần nếp nhăn và những cái rãnh sâu ở trên da mặt của mình, và sẽ dễ khiến là chúng ta sẽ càng dễ bị nhăn hơn đấy. Thế nên là những lúc mà Ly dùng mặt nạ clay mask, Ly sẽ nói như này: xin chào bố mẹ, con đi ngủ đây, bố mẹ tí nữa đi ngủ sớm nhé. Cố gắng là tạo cái cơ mặt của mình ở trạng thái bình thường nhất, trạng thái không cử động. Thì như vậy sẽ giúp các bạn hạn chế được chất vết chân chim và cũng như là giúp cho cái mặt nạ không bị di chuyển trên da mặt của mình. Nói chung là cứ dùng mặt nạ là chúng ta sẽ tạo một không gian riêng, me time, không ai làm phiền chúng ta cả nhé. Và đó chính là 5 bước mà Lý khuyên các bạn nên áp dụng cho tất cả các loại mặt nạ clay mask, mặt nạ bùn, mặt nạ đất sét hay như là bạn Belief của chúng ta, siêu sao chúng ta ngày hôm nay nói riêng. Và Lý hy vọng là các bạn đã thích cái video lần này và cũng như là lựa chọn được thêm các sản phẩm mới cho bản thân mình trong thời gian tới. Mùa hè là cái mùa mà chúng ta sẽ sử dụng mặt nạ clay mask rất là nhiều. Thế nên là Lý hy vọng là tất cả những sản phẩm mà Lý giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay và cũng như là những cái tip rất là cơ bản hoặc cực kỳ cơ bản và Lý nghĩ là các bạn có thể sử dụng được, áp dụng được cho cái routine của mình ngày hôm nay Lý đã chia sẻ cho các bạn sẽ giúp ích cho các bạn thật là nhiều nhá. Và đừng quên ấn nút like, subscribe, ấn nút chuông vào video này của Lý để chúng ta có thể gặp nhau trong những video tiếp theo. Và bây giờ thì Lý xin phép được chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong những video lần sau. Bye bye.